Chào các bạn. Có một số anh em làm nghề cũng như là một số khách hàng cũng thắc mắc hỏi chúng tôi là bên điện máy AHA đang sử dụng loại vật liệu cách nhiệt loại nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ có câu trả lời chi tiết cũng như là chính xác cho các bạn về cái loại vật liệu đang bên điện máy AHA tôi đang làm cách nhiệt, sử dụng để cách nhiệt cho những sản phẩm như là nồi nấu phở, tủ nấu cơm, hấp cơm, rồi tủ hấp hải sản, rồi một số sản phẩm khác như là nồi tráng bánh cuốn, rồi nồi nấu xôi, rồi nồi nấu rượu, vân vân. Nói chung là những sản phẩm mà liên quan đến nồi nấu công nghiệp và tủ hấp công nghiệp thì là hiện tại điện máy AHA đang sử dụng một loại chất liệu, đó chính là foam cách nhiệt, người ta gọi là foam 2 thành phần. Thì ngay sau đây tôi sẽ quay chi tiết cái loại vật liệu đấy nó như thế nào để cho các bạn cùng xem nhé. Đây, như trên bàn thì tôi đang để cái mẫu của loại vật liệu foam cách nhiệt. Thì các bạn cùng xem nhé. Đây là dạng có hai can mẫu của chúng tôi thôi. Đây. Đây là hiện tại thì cái chất liệu này đang ở dạng trạng thái lỏng nhá. Khi chúng ta chưa pha trộn, chưa tác dụng nhiệt cũng như là tác dụng gì khác thì nó sẽ vẫn đang ở dạng đơn lẻ nhá, dạng lỏng. Thì đây gọi là vật liệu cách nhiệt foam 2 thành phần, hay gọi là foam nữa, được dùng rất nhiều trong những ứng dụng công nghệ như kiểu là làm lạnh. Như các bạn biết, ở trong các tủ lạnh dân dụng cũng như là tủ lạnh công nghiệp, hay là những kho lạnh, rồi một số loại vách dùng để vách cách âm, rồi cũng như là ví dụ gần gũi hơn các bạn như kiểu là những tủ lạnh này, rồi những cái mái tôn đấy, mái tôn tôn xốp ấy, tôn ba lớp ấy, hay gọi tôn ba lớp, tôn lạnh đấy, thì người ta dùng loại vật liệu tương tự như này. Ưu điểm của vật liệu này là nhẹ này, rồi dễ sử dụng này, và đặc biệt là cái yếu tố quan trọng đó chính là nó cách nhiệt, giữ nhiệt rất là tốt, cách nhiệt rất tốt. Chính vì thế mà đã được điện máy AHA lựa chọn để làm loại vật liệu bổ trợ trong các sản phẩm để giữ nhiệt cho các nồi nấu công nghiệp cũng như là tủ hấp công nghiệp. Đây, thì tôi cũng đều sẽ quay. Đây, ví dụ đây, ngay bên cái trên bàn tôi đây tôi có để một sản phẩm nồi tráng bánh cuốn nhá. Thì ngay bây giờ tôi sẽ lật sản phẩm này lại để cho các bạn có thể được biết, phía dưới của phía trong phần cách nhiệt, phần form này, sau khi đổ nhá, đổ đông cứng lại thì nó sẽ có dạng trạng thái như nào nhá. Đây. Đây. Như đây là chiếc, đây các bạn nhìn nhá, đúng rồi, bánh cuốn của chúng tôi chưa? Đây, 3 chân này, thân tròn này. Xin lỗi. Đây. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó rất chắc này. Rất chắc, nó dạng như kiểu là cái loại xốp cứng của mình ấy, nó tương tự xốp thành phần đúng không? Sau khi nó đông cứng lại thì nó tương tự như xốp này nhá, các bạn nhìn đây. Đây. Các nhìn chi tiết rõ chưa? Này, tôi ấn này, nó khá là chắc nhá, rất nhẹ, các bạn thấy rất nhẹ, nó nhẹ vậy, có thể nói là nhẹ như là xốp vậy, nó khá là thú vị đấy. Tí nữa thì tôi sẽ đổ thử cho các bạn xem nhá. Đây, sau khi nó được kết tinh và nó nguội đi thì là nó sẽ ở trạng thái dạng cứng, dạng rắn đấy, hay gọi là trạng thái dạng rắn, thì là nó giữ nhiệt khá là tốt. Vì như chúng tôi đang cái lớp cách nhiệt này của chúng tôi đang sử dụng là thường sẽ là 3 cm, gọi là 3 phân đấy, thì nó đảm bảo cho cái phần vỏ ngoài của nồi này nó hầu như không nóng, và cái lượng nhiệt nó không thoát ra ngoài quá nhiều. Như thế thì dẫn đến cái việc là giữ nóng rất là lâu, và cũng như là tiết kiệm được cái năng lượng điện. Đây, các bạn cùng nhìn này, thấy chưa? Đấy nhá. Đây, hôm nay tôi đã quay cho các bạn chi tiết về phần foam cách nhiệt nha các bạn, nhìn nhá. Các bạn khỏi phải thắc mắc nhiều là chúng tôi dùng chất liệu gì, có tốt không. Thì ngày hôm nay tôi khẳng định lại là chất liệu cách nhiệt này rất tốt nhá. có thể nói là đang tương đối tốt, nó là tốt nhất trên thị trường bây giờ về trong cái lĩnh vực mà nồi hấp cũng như là tủ hấp công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm như nồi nấu phở, rồi tủ hấp cơm, rồi nồi trắng bánh. Rồi còn một số bạn cũng hỏi là cái sản phẩm form kênh Nhật này thì mình có thể mua ở đâu? Thì thực ra nếu đối với các bạn ở Hà Nội thì mua sản phẩm này rất là dễ thôi. Còn các bạn ở tỉnh lẻ thì có thể mua bằng cách là các bạn lên Google search, là ví dụ bạn search là form kênh Nhật, nó rất là ra, sẽ rất nhanh ra một số đơn vị cung cấp thôi. Giá hiện nay thì là nó cũng nhiều loại giá, thì đâu đó nó xung quanh những tầm khoảng 120 đến 130, 150 một cân thôi. Một cân là có nghĩa là nhá, tôi nói lại có thấy các bạn này, một cân nó sẽ bao gồm là một cân form ấy thì nó bao gồm là một cân kép đấy, nghĩa là bao gồm một cân của thằng màu trắng này và một cân của thằng màu đen này. Đấy thì người ta sẽ tính là một cân kép, có giá khoảng 150. Đấy, tùy từng đơn vị, có đơn vị có thể bán giá cao hơn. Còn tùy các bạn, nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với tôi, thì inbox cho tôi, comment ở dưới ấy, tôi có thể chỉ cho các bạn những nhà cung cấp giá tốt. Còn cách thực dụng như thế nào thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn sử dụng cơ bản nhá. Thì cách thức sử dụng thì đơn giản thôi, là mình sẽ pha với một cái tỷ lệ là 1:1, cứ là một thằng trắng và một thằng đen. Ví dụ bạn là sản phẩm mình, ví dụ như đây tôi nói ví dụ đơn giản dễ hiểu hình dung này. Ví dụ tùy vào cái dung tích, cái phần mình đổ này nhá, phần đổ cái khe mình đổ này nó to hay nhỏ và nó nhiều hay ít, thì mình sẽ nên đổ cho cái, đừng đổ nhiều quá. Ví dụ khe này của tôi thì chúng tôi sẽ đổ tầm khoảng, tôi trộn thử nửa lít một, tôi sẽ lấy nửa lít thằng trắng trộn vào nửa lít thằng đen, sau đó là tôi khuấy lên và tôi đổ vào các khe này, các khe này. Đấy, thì mình sẽ chờ trong vòng tầm khoảng 2 đến 3 phút xem là cái nước bọt này, cái nước form này nó nở ra, nó dâng cao tới đâu, thì nếu thiếu thì mình bù thêm. Còn sau đó khi mình đổ vào thì mình trong quá trình đổ thì mình sẽ lấy những cái mảnh bìa hoặc là những cái mảnh nhựa hay gì đó, chúng ta sẽ bịt kín lại, bịt kín những cái khe, đè những cái đè và chèn những cái khe này. Ngoài nhiều bạn có thể sử dụng băng dính hoặc là những cái xốp xốp cứng ấy, chèn vào đây thì để mình giữ, để cho đảm bảo cho cái việc này nó không bị nở ra quá lên phần trên này. Nó sẽ, khi mình bịt vậy thì là những cái phần xốp ấy, phần form này nó sẽ tràn ra những cái khoảng không có, thì khi đó thì cái sản phẩm của chúng ta đổ nó rất là đẹp và đều. Đấy, các bạn lưu ý cho tôi nhá. Đấy, ngay sau đây là tôi sẽ tiến hành tôi đổ thử cho các bạn xem nhá. Đây là tôi sử dụng phần đáy của cái chai lavi này để tôi đong tới cái ngấn này, cái gân này. Còn đây tôi dùng cái chai to này, chai lít rưỡi này, để coi như là tôi làm cái khuôn tôi để tôi muốn đổ này. Cùng xem nhé. Trước tiên tôi sẽ gạn cái phần dung dịch màu trắng trước. Đó, con nhìn chưa? Đây nhá, tôi đổ tương đối tới cái vành ngấn này nhá. Rồi. Sau khi tôi lấy dung dịch màu trắng này, tôi sẽ lấy dung dịch này tiếp, sau đây tôi sẽ gạn phần dung dịch màu đen nhé. Các bạn nhìn chưa, tương đối 1:1 chưa? À, sau đây tôi sẽ tiến hành đổ vào đây nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, sau khi đổ thì tôi sẽ khuấy nhẹ lên để cho nó dung dịch này nó pha trộn đều vào đây. Rồi. Đấy, các bạn cùng chờ này. Nó cái dung dịch form kênh Nhật này thì nó cũng có chịu ảnh hưởng một phần của cái nhiệt độ bên ngoài môi trường nhá. Đối với mùa đông thì là nó sẽ nâu nở hơn, còn đối với lại mùa hè như này mùa hè mùa thu như này thì nhiệt độ ngoài môi trường khá là cao. Các bạn nhìn đây, đấy, các bạn nhìn này, đấy, nó nở này. Các bạn thấy chưa, nó nở kinh khủng chưa. Đấy, tôi đổ vào đây chỉ có một cống nhỏ thôi, để nguyên xem nó nở ra mức độ nó nhiều đến đâu nhá. Các bạn cùng chờ này. Các bạn nhìn thấy đấy, nó vẫn, cái form này nó vẫn tiếp tục nở. Các bạn nhìn chưa nào, đến thời điểm này thì nó mới tạm thời dừng lại. Đấy này, các bạn nhìn thấy chưa này, tay tôi này, nó vừa nở xong mà tôi chạm vào đã thấy nó có một cái gì đó rất cứng rồi này. Các bạn nhìn xem này, đấy, đây nhá, các bạn nhìn nhá, này nó đã cứng như là sốt rồi. Còn cái mùi vị của này thì nó có mùi không, thì thực ra thì tôi thưa các bạn là nó có một vị, có một cái mùi này là giống như ở cái mùi gần như là cái mùi đường ấy. Cảm giác các bạn cảm giác như là một cái mùi đường mình cô lên, nó bị hơi cháy một chút đấy, có một chút gì đó nó ngọt. Đấy là mình ngửi thấy vậy thôi nhá. Còn tôi chưa nếm bao giờ đây. Con nhìn chưa à, chỉ có một cống nhỏ nhá. À, nó dính vào cái này ở đây rồi, chỉ một cống nhỏ mà nó đã nở ra được bằng này. Con nhìn đấy, thấy chưa đấy, bạn thấy chưa à. Quá trình nở này nó sinh ra một lượng nhiệt cũng tương đối nhiều, nó phải rơi vào tầm khoảng 450 độ, 560 độ đúng không ạ. Đừng chờ nào, chắc tay tôi rất là khỏe mà tôi bóp này, nó rất là cứng. Đấy các bạn nhìn này, đấy, hôm nay các bạn đã thỏa mãn chưa, đã được chứng kiến chi tiết về cái phần form cách nhiệt này nhá. Và tôi đã hướng dẫn cho các bạn sơ bộ về cách thức đổ cái form này nó như nào. Đấy, trong này này nó ủ lại rất là nóng này, nó co cả cái phần chai này lại nhá, phần chai nước ngọt này nó bị co lại luôn. Các bạn có tin không, đây đấy, trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn về cái chất liệu là form cách nhiệt. Thì các bạn có nhu cầu mua hay là quan tâm đến cái vật liệu này thì cứ inbox của tôi nhá. Nếu các bạn chưa biết chỗ mua thì các bạn inbox của tôi, thì tôi giới thiệu cho các bạn những nơi nhà cung cấp, thì các bạn có thể liên hệ với họ để họ gấp hàng hóa phụ kiện cho các bạn. Còn sản phẩm của chúng tôi đang có trên thị trường thì các bạn cứ yên tâm một điều là chất lượng và ổn định, giá thành hợp lý. Và các bạn có quan tâm đến sản phẩm về của Điện AHA thì cứ vui lòng like và cũng như là đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất về các máy giặt thực phẩm. Xin chào các bạn.